Ngàn người bị dị tật tại Việt Nam thay đổi cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng và cống hiến cho xã hội. Vừa qua, tổ chức First in Chukwu tiếp tục hợp tác với Việt Nam Airlines, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc hỗ trợ đào tạo và phẫu thuật miễn phí các dị tật hàm mặt cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Facing the World là tổ chức y tế thiện nguyện của Vương quốc Anh được thành lập với mục tiêu chữa trị và phẫu thuật sọ mặt ở trẻ em tại các nước đang phát triển. Trong hơn 10 năm hoạt động của mình, Facing the World đã và đang góp phần rất lớn thay đổi cuộc sống của hàng nghìn em nhỏ bị dị tật ở Việt Nam. Bên cạnh việc điều trị miễn phí dị tật, trong 2 năm qua, Facing the World đã tài trợ thiết bị y tế với trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh cho các bệnh viện và đã đưa hơn 40 bác sĩ các bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108 và Bệnh viện Hồng Ngọc đến Anh Quốc học tập thông qua chương trình Học bổng tại Anh Quốc. Trong lần ký kết này giữa tổ chức từ thiện hàng đầu thế giới này với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Facing the World đã cam kết mở rộng mạng lưới thiện nguyện của mình, qua đó thực hiện nhiều chương trình phẫu thuật tạo hình những dị tật bẩm sinh cho các đối tượng còn khó khăn, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống. Trong cam kết 5 năm tới, Facing the World sẽ tiếp tục đưa khoảng 140 bác sĩ Việt Nam đến Anh Quốc đào tạo và thực hiện thêm khoảng 40.000 ca phẫu thuật đổi đời cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác với các bệnh viện Việt Nam trong nhiều năm qua và đã đi rất nhiều nơi để điều trị cho các em nhỏ mắc các bệnh dị tật, vùng hàm mặt, dị vật, dị tật vận động tại Việt Nam. Trong thời gian tới đây, chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao chất lượng bằng việc hợp tác trong đào tạo bác sĩ và thêm nhiều trẻ em được phẫu thuật thay đổi cuộc sống. Thêm nhiều bác sĩ có thể thực hiện những ca mổ chỉnh hình vùng sọ mặt để mang lại kết quả điều trị tốt nhất. Đây là cơ hội quý giá để các bác sĩ Việt Nam được nâng cao năng lực chuyên môn, tiếp cận với các phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất, từ đó có thể trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân của mình. Hơn 10 năm qua, từ khi có mặt tại Việt Nam, Facing the World đã mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn trẻ em bị dị tật để các em có một tương lai tươi sáng. Mong rằng với những sự hỗ trợ tích cực từ chương trình, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều trẻ em nghèo mắc dị tật bẩm sinh tại Việt Nam có cơ hội được hoàn thiện khiếm khuyết, xóa đi những mặc cảm vốn có và tự tin hòa nhập cộng đồng.